Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại ngôi nhà của bà lão hơn 70 tuổi sống trong rừng. Ngày hôm nay là Trọng và anh em thợ là ngày đầu tiên bắt đầu vô đây để làm cho bà cái căn nhà mới. Thì bây giờ Trọng mời tất cả khán giả cùng xem video này nhá. Đây, như tất cả khán giả đang thấy thì anh em Trọng với cả anh em thợ là đang tiến hành làm ngôi nhà. Đấy, vật liệu các thứ vẫn còn nè. Mời tất cả khán giả qua bên này luôn nhá. Đây, thì ở bên này là cũng có một nhóm anh em thợ nữa là đang tiến hành đào móng nhà rồi đổ móng nhà cho bà cụ. Đấy, thì tình hình là chắc cái ngôi nhà này thì anh em Trọng sẽ làm tầm khoảng 3-4 ngày là sẽ xong. Tại vì anh em đông nên là làm cấp tốc, cố gắng là chỉ trong tầm 3-4 ngày thôi là xong cái ngôi nhà tình thương này để còn bàn giao cho bà. Đấy, thì chi tiết ngôi nhà này xây dựng như thế nào thì bây giờ mời tất cả khán giả cùng xem cái video này nhá. Xem lại cái quá trình mà anh em Trọng vận chuyển vật liệu như khó khăn như thế nào để đem được từ ngoài thị trấn mà đem vô tới tận trong khu rừng này. Thì mời tất cả khán giả cùng xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Hiện tại Trọng đang có mặt tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Ngày hôm nay là anh em Trọng tranh thủ dậy sớm để vận chuyển vật liệu xây dựng vào để tiến hành xây dựng lên cái ngôi nhà tình thương, cái ngôi nhà tiền chế cho hoàn cảnh mà bà lão hơn 70 tuổi sống một mình ở trong rừng đó mọi người. Thì đây, Trọng vô việc luôn. Đây là anh em đang bê cát lên trên xe để đưa vào trong rừng á mọi người. Tại vì cái đường ở trong đó á, là cái đường rừng, đường đồi núi á, nên là mấy cái xe chở vật liệu lớn á, họ không có vào được. Thì thành ra là Trọng với cả anh em thợ là mua vật liệu về đây, xong bắt đầu đóng vô thành những cái bao nhỏ như vậy, rồi vận chuyển lên máy cày. Đó, cho lên trên máy cày như này này. Đây, đây là anh Lít chủ thầu. Đấy, còn đây là đội anh em của bên anh Lít. Anh em Trọng là phải, anh em thợ là phải vận chuyển bỏ cát vô trong bao rồi bỏ lên trên máy cày về đó mọi người. Xong bắt đầu chở. Máy cày này chở cũng không thể nào chở tới nơi được. Chỉ chở được khoảng tầm 50% quãng đường thôi, chở tới bìa rừng. Xong là bắt đầu là anh em lại phải bỏ những cái bao này lên trên xe máy. Bắt đầu dùng xe máy chở gần tới nhà bà Năm. Chở gần tới xong rồi anh em là vác vào trong nhà. Đó, tại vì nhà bà Năm thì như tất cả khán giả biết rồi là bà ở sát bìa rừng luôn, nên là vật liệu xây dựng này kia các thứ rồi vận chuyển vào nó phải nói là nó rất là khó luôn mọi người ạ. Ở những cái cung đường mà đồi núi này kia các thứ thì chỉ có những cái chiếc máy cày như này thôi, những cái chiếc máy cày như này thì chạy mới được mọi người. Những cái xe tải này kia, xe tải lớn này kia là không thể nào chạy được. Chỉ có những chiếc xe cày này thì chuyên chạy đường đồi núi. Nhưng mà tại vì nhà bà Năm thì ở tận trong bìa rừng luôn, nên là xe máy cày như này thì cũng bó tay luôn, cũng thua luôn, không vào được. Bắt buộc là tí nữa là phải chạy xe máy để vận chuyển đồ vào. Chút xíu nữa Trọng quay cho khán giả xem những cái cảnh mà sử dụng xe máy để chở vật liệu lên. Cái phần cát với xi măng này là mình làm cái nền cho nhà bà nhá, làm cái nền cho sạch sẽ. Còn xung quanh thì Trọng sẽ làm bằng sắt và bằng thép. Đó, chỉ để cho nó chắc chắn, mưa gió này kia các thứ rồi an toàn cho bà. Chứ không có xây bằng bê tông nhá. Tại vì ở trong rừng á, là nhà Trọng có làm việc với ủy ban thì ủy ban có nói là
làm nhà tiền chế á, thì nhà tiền chế là sẽ không có được xây dựng bằng xi măng bê tông ở trên tường, là xung quanh là chỉ được làm bằng sắt và bằng thép thôi. Đó, đây thì cho khán giả xem cái khung sắt này. Cái khung sắt này thì bữa giờ thì Trọng cùng với mấy anh em thợ là cùng làm đây. Bây giờ mình hàn sẵn cái khung, nói chung là mình vô trong đó là mình chỉ lắp ráp thôi. Chắc có thể làm cái nhà này thì nhanh mọi người, tầm cũng khoảng 2 ngày có thể là xong luôn. Đây là cái khung, là anh em Trọng với anh em thợ là đã hàn xong hết trơn rồi. Đây là tôn này, tôn để xây dựng cho nhà bà này. Đây, tôn này. Đó. Kiệt nét ra kiệt em, có những xe kiệt. Giờ cho cái máy cày này vô để bê vật liệu lên á, để cho mấy cái tôn này khung sắt lên để vận chuyển vào đó luôn. Ok mọi người, thì bây giờ là Trọng cho tất cả khán giả xem cái hành trình mà anh em Trọng và anh em thợ vận chuyển vật liệu đi vô để xây nhà nhá. Như tất cả khán giả đã thấy thì bây giờ là cái xe máy cày là đã chở vật liệu tới cây cầu rồi. Nhưng mà bắt đầu tới đoạn đường này là xe máy cày là không thể nào đi được nữa. Nên là bây giờ là Trọng với cả những anh em thợ là bỏ những cái vật liệu này xuống dưới. Xong rồi mình đem qua cầu rồi bắt đầu là mình mới bỏ lên xe máy. Mình mới chở vô trong đó mình xây nhà nha mọi người nhá. Thì như khán giả thấy đấy, cái đoạn đường mà chở vật liệu để xây nhà cho bà lão ở trong rừng thì nó rất là khó khăn luôn. Ok mọi người, nãy giờ là anh em Trọng là đã vận chuyển vật liệu tới bìa rừng rồi. Thì như khán giả thấy đó, thì bây giờ là đang vận chuyển qua bên cây cầu. Thì cây cầu này thì chỉ được chạy xe máy thôi. Nên là với lại là ở trên phía bên đó là cũng là đường rừng rồi. Nên là đi không đi máy cày qua được. Bây giờ là mình vận chuyển tay qua bên này. Xong rồi mình sẽ lấy xe máy mình chở vô. Được. Ồ sao nãy được mà ta? Con này không có vai. Lùi 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 lùi. Rồi rồi rồi. Được đúng lo mấy. Vướng trên nóc này à? Được. Thôi cặp chờ lối đây thôi, lối đây thôi chị ơi, giờ em tức cái bữa cái bản trên đây đưa ra cặp câu đi, lối đây này lúc nó đi không này, đây cái đi cặp câu đi, đúng 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 đúng. Đó, như khán giả đã thấy đó, là vận chuyển qua nó cũng khó khăn đó. Nghĩ coi Phạm, nghĩ mình đi coi nè. Được. Có cái trứng lọt lên trên đó. Nhưng đâu là lọt rồi đây. Đợi đi. Từ hạ xuống. Nóc ra. Đợi nóc ra. Đấy, đúng mới nở mới nổi. Đấy là tên này mấy. Quá ngon đứng, quá rồi quá luôn, quá đẹp. Đó. Như khán giả thấy đó, cái quá trình mà vận chuyển vật liệu của anh em mình rất là gian nan luôn. Cái tay xuống, cái tay xuống. Giờ mà vận chuyển lên tới trên đó là chắc mất khoảng nửa ngày mọi người ạ. Nửa ngày mới vận chuyển hết đồ này lên trên đó. Anh em Trọng với cả anh em thợ dậy từ sáng sớm rồi nhưng mà bây giờ cũng tầm 10 giờ trưa luôn này.
Bà Năm ơi, đang làm gì đấy bà? Đang dọn à? Nãy giờ thì anh em Trọng cũng vận chuyển được cũng kha khá đồ vô đây trong đây rồi nha mọi người. Như khán giả thấy này, chở cát vô rồi đổ ra. Đấy, bây giờ bà Năm là bà đang tranh thủ bà dỡ cái bếp này. Cái nhà là Trọng sẽ dựng tại đây luôn này mọi người. Thì cái nhà cạnh đây, còn cái nhà này hiện giờ thì làm bếp luôn. Ô, mệt quá. Qua giờ dọn cái này có rắn không bà Năm? Không có rắn à? Dạ. Rồi. Bà Năm vô đây con nói chuyện với bà Năm một tí. Đấy. À, bà Năm chào khán giả đi, chào Mạnh Thường Quân. Chào khán giả, chào Mạnh Thường Quân. Chào. Chào Mạnh Thường Quân. Đây là tất cả khán giả đang xem và cả Mạnh Thường Quân là những người mà giúp đỡ cho bà Năm tiền để xây nhà đấy. Vâng. Thì hôm nay là được xây nhà thì bà Năm vui không? Vui. Vui không? Nhiều không? Nhiều. Tối qua hôm nay cũng 5 tháng 5 ngày ha. Dạ. Các bữa đó này hôm đó. Dạ. Từ ngày mà con thông báo cho bà Năm là chuẩn bị xây nhà thì bà Năm có mừng không? Mừng đấy. Chắc là mấy tối nay ngủ không được luôn nha. Trông ngóng đến cái ngày hôm nay gì. Dạ, đó. Mình làm nhà xong cái này thì mình làm cái bếp này bà Năm. Hay làm bếp ạ. Còn cái nhà mới thì mình dựng tại đây luôn. Ừ. Đấy, đi. Đi mình đi ra đằng trước này một tí bà Năm. Đây, như cho khán giả xem này, anh em lấy xe máy chở lên trên này. Sáng mới dọn cái đường luôn mọi người. Sáng anh em tranh thủ dọn xong cái đường kia rồi bắt đầu mới chở được lên trên này. Còn không là phải vác vào. Đây mọi người. Làm cho bà Năm cái nhà làm cho bà Năm là dài 5 mét, ngang 4 mét, tổng diện tích sử dụng là 20 mét. Thì bà Năm thì bà cũng già rồi, bà hơn 70 tuổi rồi nên là làm cái nhà thì nó cũng vừa đủ lớn cho bà ở thôi, chứ làm nhà to quá thì mất công thì phải dọn dẹp nhiều, đúng không bà Năm? Dạ. Ok mọi người, nãy giờ là Trọng với cả anh em thợ là đã vận chuyển gần xong tất cả các đồ vô trong này rồi. Bây giờ cũng là trưa rồi nha mọi người. Đây nè, Trọng quay cho khán giả xem. Từng bao cát này, từng viên gạch, từng bao xi luôn là đều phải bỏ vô bao như vậy thì mới chở vào trong này được. Nè. Bây giờ là cũng đang là buổi trưa luôn rồi mọi người. Nên là mấy anh em chưa chở xong hết đồ nữa. Phải chở thêm chắc buổi chiều này nữa thì mới chở vô trong này hết. Bây giờ là sắt thép với cả tôn thì vẫn còn ở bên ngoài một phần. Đấy. Trọng thì Trọng mới chạy ra ngoài, Trọng mua cơm cho anh em luôn. Anh em nghỉ trưa tí đi anh em. Cơm anh em ơi. Anh lên kêu anh em thợ ra đây anh mình ấy cơm luôn đây. Anh em mình nghỉ trưa cái nào? Giờ trưa luôn mọi người, 12 giờ trưa luôn. Trọng thì Trọng mới đi mua cơm rồi mua nước về cho anh em. Ok, nào mời anh em ăn cơm nào. Ok. Này đi cơm đi, cơm đây em phạt cho. Đấy, anh em cứ tự nhiên như những người trong nhà nhá. Rồi. Đây này quả nó thật này tôi. Cơm này. Ngồi đại đây luôn. Đây chú ơi. Anh ơi. Đến đây nhá anh em là cứ thoải mái nhá. Kiệt, anh bỏ ra luôn cho Kiệt nhá. Sáng giờ anh em ai cũng vất vả rồi. Nhất là mấy anh em thợ. Bà ơi, mời bà ăn cơm bà ơi. Giờ là bữa ăn trưa của anh em tụi mình nha mọi người. Như khán giả thấy đấy, cái hành trình mà làm nhà cho bà lão ở trong rừng này thì phải nói là rất là gian nan luôn. Từ sáng tới giờ tới tận 12 giờ trưa rồi, nhưng mà vẫn chưa vận chuyển xong đồ. Giờ ăn xong là phải vận chuyển tiếp. Thì chắc là làm cái nhà này chứ có thể là phải 2 ngày là mới xong. Đấy. Mặc dù là anh em là đã chuẩn bị làm trước ở nhà rồi. Hàn khung, hàn cửa các thứ trước ở nhà xong rồi. Demo đây là chỉ lắp ráp thôi. Mà vẫn rất là lâu tại vì do cái quãng đường di chuyển rất là xa. Đấy. Thì bây giờ Trọng cũng không nói nhiều nữa mọi người. Bây giờ chắc là Trọng mời tất cả khán giả cùng ăn cơm với anh em Trọng nhá. Mời tất cả anh em ăn cơm nhá. Thank you.
Nãy thì anh em ăn cơm trưa xong rồi mọi người. Ăn cơm trưa xong cái là anh em tranh thủ làm luôn, để cho còn kịp sớm. Sợ chiều trời mưa với cả trời tối sớm á mọi người. Đây, mấy anh em thợ là đang lắp ráp tôn ở vào trong cái khung này luôn. Thì khung với các thứ sắt là anh em mình đã hàn tại nhà rồi, đem vô đây rồi bắt đầu lắp ráp vào. Ngày nay xong không anh chủ thầu? Xong không? Chưa chắc đúng không? Đó, thì bên này thì anh em ở bên ngoài này là đang lắp ráp tôn vô. Như khán giả xem này, đó. Thì đây là những cái khung cửa mà nãy giờ là đã ráp xong rồi này mọi người. Đấy, thì nãy giờ là có những cái shot mà trọng bay flycam thì khán giả thấy là từ bên trên nhìn xuống đó. Thế là anh em đang lắp ráp đó. Còn bên này là anh em là đang làm cái móng nhà. Đây, đang đào cái khung nhà, móng nhà. Như Trọng đã nói thì bây giờ bà ở một mình. Thứ nhất là bà ở một mình, thứ hai là bà lớn tuổi, nên là làm chỉ vừa đủ cho bà thôi, chứ không làm to lắm. Tại vì đây là nhà tiền chế mà, nhà nước chỉ cho làm ở trong cái giới hạn là bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu mét vuông thôi. Ấy dạ, ông. Tại vì nãy tháo mấy cái hàng rào, tháo mấy cái nhà cũ của bà ra thì ông này kia. Nãy giờ anh em bị ông đốt quá trời. Bên này anh em đang chuẩn bị chuồn hồ đấy mọi người. Đang chuẩn bị chuồn hồ để làm cái móng nhà cho bà. Bây giờ anh em phải cố gắng làm. Bữa nay không xong thì mai làm tiếp. Nhưng mà cố gắng làm, hy vọng là trong vòng bữa nay sẽ xong. Và chắc bữa nay không thể nào xong được mọi người ạ. Bà đi vào nhà bà nghỉ đi. Bây giờ Trọng cứ kêu bà là bà nghỉ đi, mà bà cứ đi vòng vòng. Bà làm cái này làm cái kia. Bà cứ vào nhà bà nghỉ đi để bọn con làm cho. Dạ, bà đi nghỉ nhá. Bà lớn tuổi rồi. Hiện tại bây giờ là Trọng với cả anh em thợ là đang tiến hành xây cái móng nhà nha mọi người. Trời nắng quá mọi người ạ. Quay ngày hôm nay là quay xây xong cái nhà cho hoàn cảnh bà Năm là đen luôn. Phải chấp nhận thì chứ sao bây giờ. Trọng thì Trọng không biết xây nên là Trọng phụ mấy anh em thôi. Mình phụ được cái gì mình phụ. Chỉ phụ thôi. Phụ vậy có trả lương cho em không anh Lít? Chủ thầu. Lương phụ hồ ngày 500 nhá. Anh em hôm nay đi làm anh em còn có tiền, em hôm nay đi làm là không có tiền đấy. Nắng quá. Thay ca ông Kiệt, Kiệt vào đây xúc không? Vào chuẩn hồ đi em. Để cho Kiệt xem là nó trộn xem là có ra hồn không mọi người. Ôi, trộn lên để cho hai anh mấy, cho mấy anh xây. Sáng giờ mấy anh em cố gắng làm, nắng quá trời nắng luôn mọi người ạ. Đây, trong này là anh em xây. Còn ngoài này là anh em thợ là đang cố làm xong bộ khung cửa, hàn như các thứ, bắn tôn các thứ, cố gắng cho nó xong luôn trong ngày hôm nay. Nhưng mà chắc ngày hôm nay không kịp đâu mọi người ơi. Anh này dành phủ của em nữa. Hiện tại bây giờ là đang trong cái quá trình mà dựng lên cái khung nhà nha mọi người. Đấy, nãy giờ thì làm móng với các thứ xong rồi, bây giờ là anh em tập trung là dựng khung nhà. Đấy, thì nó cũng nhanh thôi. Tại vì cái này là lắp ráp sẵn rồi mà. Làm cái nhà lắp ráp như vậy thì nó rất là tiện luôn. Giả sử mà mai mốt mà bà không muốn ở trong rừng nữa, bà mà muốn ra ngoài bà ở á, thì chỉ cần tháo cái này ra, ra ngoài đó lắp lại là xong. Đấy.
Chúng quay sơ qua cho khán giả xem bên trong này. Đấy. Cái này là chưa hoàn thiện nhá, chút xíu nữa là hoàn thiện xong rồi chúng quay tổng thể cho mọi người xem luôn, khán giả xem luôn. Cái nền này là chút xíu nữa là anh em mình là láng xi măng cho bà luôn nhá, chứ không đền đến đất như vậy. Đấy. Láng xi măng cho sạch sẽ. Sáng giờ anh em tụi mình là miệt mài làm việc thì bây giờ là trời cũng tối rồi. Như khán giả nhìn thấy đó là trời tối rồi nhưng mà vẫn chưa xong. Đây, thì tại vì ngày hôm nay thì Trọng đi quay phim thì Trọng không có mang cái đèn theo nên là Trọng không thể nào quay được những cái cảnh ban đêm. Bây giờ Trọng cũng quay sơ qua cho khán giả xem luôn nhá. Cũng gần xong rồi mọi người, chứ chưa xong hẳn. Đấy, cái này chắc là thêm ngày mai nữa thì mới ok mọi người ạ. Làm dựng xong cái nhà là bắt đầu là Trọng nhờ anh em thợ thì tháo cái đèn năng lượng mặt trời. Hôm bữa mà Trọng gắn á là tháo đem qua bên này để luôn. Đấy. Còn bây giờ là anh em đang cố làm, tranh thủ được xong bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đấy. Đây bà ra đây bà. Cái này thì tối nay là bọn cháu đi về là bà đừng có đi vào đây nhá. Đâu có vô. Vâng. Cái nền này là nó chưa khô. Phải khép cửa lại. Vâng. Mà anh vô chứ không có để luôn chứ đâu. Đúng rồi. Ừ. Bà thấy đẹp không? Dạ. Đẹp không? Dạ. Bà thấy không? Dạ. Tối che cái không rồi á. Dạ. Thì ngày hôm nay anh em Trọng với cả anh em thợ làm thì bà mừng quá, bà cứ đi ra đi vô và nhìn thấy bà cười suốt luôn. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì không kịp rồi. Bây giờ trời cũng tối rồi. Khán giả xem video thì khán giả cũng thấy rồi đó. Thì chắc có lẽ là bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Rồi ngày mai trời sáng rồi anh em thợ với anh em Trọng làm xong những cái phần còn lại. Đó, thì Trọng sẽ quay chi tiết cái ngôi nhà như thế nào. Rồi Trọng sẽ quay bàn giao cho bà luôn. Đấy. Thì một lần nữa thì Trọng cũng sẽ cảm ơn tất cả khán giả nãy giờ đã xem cái video này của Trọng. Đấy, bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Khán giả đang xem video này nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Một lần nữa Trọng xin chân thành cảm ơn. Đấy. Thì ngày hôm nay cũng cảm ơn anh em thợ nhá. Cảm ơn anh em thợ mình nhiều nhá. Giờ cũng trễ rồi, mai anh em mình làm tiếp. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Bye.